Vâng, xin chào các bác nhá. Em có hai cái anten này về thì chả ai biết sao cái ông đóng hàng ông đóng thì nó mất hai cái đế rồi. Đấy, nôm na nó là như vậy. Dây riếc thì vẫn còn nguyên này. Đấy, hai cái này là hàng từ bên kia về đấy các bác nhá, hàng chuẩn từ bên kia về đấy. Đây này. Đó, mất hai cái đế thì về các bác chế nhá. Cái này thì các bác có thể là làm một cái đế gì đấy các bác cắn vào như này, chế vào như này. Những con này có anten là bắt nó sướng lắm các bạn, nó không giống như các cái mà các bác dùng dây điện dây đóm ở nhà đâu. Các cái này bởi vì là người Nhật người ta nghiên cứu rồi, các cái dây này là hợp kim nó khác. Hợp kim này thì nó sẽ giảm độ nhiễu và nó bắt sóng rất là khỏe. Đấy, nó giúp cho FM của bác nghe nó sướng lắm, nghe nó lét căng luôn chứ không có kiểu như mình cắm dây điện mà xì xa xì xồ đâu. Đấy. Gọi là cắm dây điện là trừ khi là mình chẳng qua mình không gặp những cái dây như này, anten như này hoặc là mình chưa biết là mua ở chỗ nào thôi, chứ còn em nghĩ là nếu mà biết những cái chỗ như này thì lấy nó rất là ok này. Đây này đấy, về các lại thì các bác chỉ cần chế cái chân đơn giản, mà làm cái chân ba choạc ấy, các bác chế mấy cái nhựa xong gắn 502 vào là xong thôi. Chế thì nó đơn giản mà, các bác kiếm cái lắp nhựa gì đặt lên xong chế vào nhà đấy là xong đấy. Thì dùng những cái anten là nó bắt nó khỏe các bạn, bắt nó lét căng luôn à, đấy. Hàng của Nhật đấy, hàng xịn của Nhật luôn các bác nhá. Đấy, hai con này thì thôi nó mất đế thì em thanh lý nhanh nhá. Hai con này thì thôi thanh lý cho các bác giá là 100.000 hai cái nhá. Đấy, 100.000 hai cái, tức là 50.000 một cái nhá. Thanh lý cho các bác năm, bình thường những bộ của nó toàn là 350 bộ. Nhưng mà thôi em thanh lý là 50.000 một cái nhá. Là 300.000 à quên, là 100.000 hai cái. Đấy, thì bác làm một chốt thì alo cho em. Cái này nếu mà gửi thì chắc nếu mà bác làm ở tỉnh xa xa thì chắc hết khoảng 20 30 đấy, là tầm khoảng đấy. Đấy thì bác làm mà chốt alo cho em nhá. Vâng, hai cái này đấy, về các bác thầu chế cháo dây quá nhìn này. Đấy, dây họ đang xoắn luôn đấy. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá. Bác nào chốt alo lại ngay cho em nhá, bởi vì những cái này thì em thấy khách hàng em là mà đã có dàn rồi là các bác mua rất là nhanh. Cái này thì các bác không phải lo nhá, ví dụ như bác nào mà những cái chân mà kiểu như mà chân cắm ấy thì các bác có thể lấy cái đầu này, cái đầu này các bác chỉ việc cắm vào cái lỗ anten của nó là xong đấy. Còn bác nào là kẹp thì lại tiện, kẹp thì chỉ việc ấn vào kẹp vào là xong. Còn ví dụ như bác làm mà cái chân của nó dạng cái chân kiểu chân phích cắm ấy, chân lỗ ấy, thì mình có thể là đây này, gập nhảy lại này đấy. Nếu nó to, chân to thì mình gập nhảy lại, thì mình cắm vào là cái này tiếp xúc vào cái này là bắt được, mà nói chung là tiếp xúc thôi là nó bắt được led cực kỳ luôn đấy. Bởi vì những cái dòng này là dòng anten của Nhật mà nó xịn đấy. Ok. Thì bác nào mà chốt theo lô lại ngay cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.